Hello mọi người, welcome back mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ngân. Hôm nay Ngân sẽ dắt mọi người đi chơi cùng với Ngân mọi người. Và hiện tại thì Ngân đang có mặt ở trên đường quốc lộ 50 á. Đây là cái đoạn xuống ngã tư Nguyễn Văn Linh đó mọi người. Cái chỗ này hôm nay Ngân đi là cái đường hướng đi xuống dưới Long An luôn. Bây giờ Ngân đi là cũng 5 giờ chiều rồi, cho nên là trời cũng hơi sụp tối xuống rồi. Nhưng mà ở cái chỗ này buổi tối nó rất là đẹp, cho nên là Ngân phải đi canh vào cái giờ này để quay cho mọi người xem. Qua cái ngã tư Nguyễn Văn Linh rồi thì mọi người đi tiếp hướng quốc lộ 50 á, mọi người sẽ thấy một cái đường là hợp tác xã Bờ Bao Phong Phú ở bên tay trái. Thì phía đầu hẻm sẽ là một cái cửa hàng xe. Đây Ngân sẽ chạy chậm lại cái đoạn này cho mọi người xem nha. Đây phía bên tay trái Ngân có cái hãng xe là Phát Thịnh Mô Tô nè mọi người. Thì đây là cái đường để mình đi vào. Rồi mọi người bẹo trái vào đây ha. Đó, sau khi mà quẹo vào trong đây xong á thì mọi người cứ men theo cái con đường này là đã đến cái chỗ mà hôm nay Ngân sẽ review cho mọi người xem nè. Hoặc là mọi người có thể lên Google Map á, mình search cái tên quán là Ốc Đảo Kỳ Đà thì trên Google Map nó cũng có hướng dẫn đường mình đi xuống đây nữa. Đây mọi người, điểm đến chúng ta đã ở phía trước rồi nè. Hello mọi người, hiện tại thì Ngân đang có mặt ở cái Ốc Đảo Kỳ Đà rồi nè mọi người. Đó, thì ở đây á, ngoài cái câu cá giải trí là mình còn có thể có ăn uống nữa nè. Rồi mình có thể đi thuê mấy cái ghe xuồng á, mình đi ra ngoài sông mình câu cá, rồi chặt dừa nước của mọi người. Thì bây giờ Ngân sẽ dắt mọi người đi tham quan vòng vòng cái Ốc Đảo Kỳ Đà này nha. Trời ơi, ở đây có nguyên một cái hồ, quá trời cá luôn mọi người. Đó. Cái cá này là khi tới đây mình ăn, mình order thì mình có thể vớt cái cá này từ hồ này luôn. Đảm bảo là đồ tươi ngon luôn á. Trời, nhìn mấy con cá bơi vô kìa. Nó to lắm mọi người ơi. Đây con thấy có cá chép giòn kìa, có cả cá lóc nữa. Nhìn mấy con cá bơi đã ghê á. Quán Kỳ Đà này Ngân nói phải nói nó rất là rộng mọi người, rộng kinh khủng khiếp luôn á. Cái không gian nó rất là thoải mái nữa, cho nên là mình ngồi không có bị tù túng á. Với lại kiểu như là đồng quê, với lại Ngân thấy nó yên tĩnh đó mọi người. Đây cái cảnh của quán nè. Bây giờ Ngân sẽ lấy cái menu cho mọi người xem là ở đây có bán cái gì và giá như thế nào ha. Đây menu của quán.
Đặc biệt ở đây có món gà tre tìm Mỡ Xỉm rất là ngon luôn mọi người. Rồi có cả vịt nè. Cá thì rất là nhiều loại cá luôn. Có bồ câu nữa. Tôm rồi tép. Ở mặt sau này vẫn còn nữa nè. Đó, có lẩu nữa nha mọi người. Mì xào nè. Rồi có cả thịt trâu nữa. Bây giờ thì Ngân sẽ dắt mọi người đi ra ở ngoài cái sông ngoài này để mình xem sông ở ngoài này nó lớn lắm mọi người. Mình có thể thuê mấy cái ghe xuồng này nè, đó. Ở trên đây người ta có cái bảng giá cho thuê hết trơn luôn. Đó. Rồi mình thuê mình đi câu sông nè, rồi mình đi chặt dừa nước cho mấy anh trên hình đó mọi người. Trời, cái chỗ này chụp hình sống ảo cũng được lắm nè. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, sông lớn bạt ngàn luôn á. Mà ở đây phải nói là mình vừa ăn uống, ăn nhậu mà nó chụp hình sống ảo là ok luôn mọi người. View hơi bị đẹp luôn á. Đó, phía đối diện bên kia đó mọi người là dừa nước, nguyên một dãy luôn, rất là nhiều dừa nước luôn. Đây là mấy cái xuồng để mình thuê mình chèo đi vòng đó mọi người. Đây, phía trên đây là đồ ăn của quán nè. Trời ơi, nhìn ngon dã man luôn á. Trời ơi mọi người ơi, cảnh đẹp muốn xỉu luôn á. Cái cảnh hoàng hôn ở đây rất là đẹp luôn. Và xung quanh cái ốc đảo này thì người ta có làm mấy cái đèn á. Trời ơi, nhìn lung linh dã man luôn á. Ông này là anh này là anh là bị vợ câu mê câu quýt là bị vợ bỏ luôn rồi. Đó, muốn cái xuồng đi câu gì nè mọi người. Đó. Bơi đi vòng 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 cái hồ này cũng vui bộ. Rồi. Bây giờ thì Ngân sẽ đi vào sâu ở trong cái đảo á mọi người. Ngân sẽ đi một vòng để cho mọi người xem kỹ hơn ha. Chứ nhiều khi đi làm ở Sài Gòn nó tấp nập quá mọi người, thì cuối tuần mình cũng có thể xuống đây. Trung tâm Sài Gòn vào đây cũng không có quá xa đâu mọi người, đường cũng dễ đi nữa. Vào trong đây rồi mình đi nguyên gia đình mình đó, ở trong đây có mấy cái chòi nữa thì mình có thể vừa câu cá nè, vừa kêu đồ ăn ăn, rồi nói chung là hưởng không khí trong lành một xíu. Tại vì xung quanh cái ốc đảo này á có rất là nhiều cây luôn, dù cho ban ngày nó cũng không có bị nóng nữa mọi người. Ở đây có ếch nè. Đó, mình có thể bắt ếch ở đây lên mình làm luôn nè mọi người. Đó đó, mọi người có thấy mấy con ếch không? Chứ mà đảm bảo đây là đồ tươi luôn, không có sợ hàng đông đá. Ở đây thì mở cửa rất là khuya và mở luôn cả những ngày Tết luôn. Những khi Tết mà mình buồn quá, mình không biết đi đâu thì cũng có thể đi xuống dưới đây chơi.
đi thuê ghe xuồng nè. Mà cái này mình có thấy sắm thêm một cái áo bà ba nữa là đi ra chụp đúng bài luôn mọi người. Đây cái cảnh đó, hoàng hôn xuống nè. Kìa mọi người, kia là những cái chòi á, cái chòi để vừa câu cá và vừa có thể ăn uống luôn. À, có cả võng để nằm nữa. Đó. À, xa xa kia con thấy có một anh cần thủ đang câu kìa. Đi một vòng thì cũng đã hết cái hồ rồi nè. Bây giờ sẽ quay trở lại vào bên trong. Đó. Thì hy vọng là Ngân sẽ recommend cho mọi người một cái địa điểm mà vui chơi cuối tuần với gia đình, hoặc là những ngày Tết mà mình không có biết đi đâu chơi thì mình cũng có thể xuống đây thay đổi không khí một xíu. Đó. Và cái video ngày hôm nay Ngân xin phép kết thúc tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video và đừng quên subscribe kênh của Ngân để có thể xem những video mới nha. Và hẹn gặp mọi người những video lần sau. Bye bye.